cho cô thứ tự của các giọng trưởng từ không dấu hóa cho tới 7 dấu thăng. Không dấu. Không dấu là đôi chữ. Một dấu. Một dấu là sát chữ. Hai dấu là rê chữ. Ba dấu là la chữ. Bốn dấu là mi chữ. Năm dấu là si chữ. Sáu dấu là pha thanh chữ. Bảy dấu là đôi thanh chữ. Rồi tới Mon đọc lại nè. Nhìn cô nè. Không dấu. Không dấu đôi chữ. Một dấu. Một dấu. Một dấu thăng. Sa chữ. Hai dấu thăng. Hai dấu thăng đôi chữ. Ba dấu thăng. Là chữ. Bốn dấu thăng. À, si chữ. Bốn dấu thăng. Ê, ê, si. Bốn dấu thăng. Ghê. Bốn dấu thăng. Ê, lộn mi. Mi gì? Mi chữ. Năm dấu thăng. Năm thăng là si chữ. Đúng rồi, 6 dấu thăng. 6 dấu thăng là pha thăng chữ. 7 dấu thăng. 7 dấu thăng là sơn. Sơn nhán chữ. Là gì? Sơn nhán chữ. Không phải. 7 dấu thăng là gì? Con chắc không biết nữa. An cú. Dạ, 7 dấu thăng của cô, 7 dấu thăng là sơn nhán chữ. Rồi, 6 dấu thăng. Dạ, 6 dấu thăng là đúng rồi, 5 dấu thăng. 5 dấu thăng là si si chữ. À, 4 dấu thăng. Là mi chữ. 3 dấu thăng. La chữ. 2. 2 dấu thăng. La chữ. 1 dấu thăng. Son chữ, rồi đôi chữ. Rồi. Rồi bây giờ cô hỏi giọng, tụi con sẽ đọc dấu hóa ra trước. Bắt đầu từ Lâm nha. Đô thăng trưởng. Đô trưởng. À, đô trưởng không dấu. Son à, trưởng. Son trưởng một dấu. Mỗi người hỏi 3 lần nha. Dạ. Pha thăng trưởng. Pha thăng trưởng là 6 dấu. Mi trưởng. Mi trưởng 4 dấu. Si trưởng. Si trưởng 5 dấu. Son trưởng. Son trưởng. À, không có ai nhắc con đâu. À ha, son trưởng 2 dấu. Nhục rồi, sai rồi. Son trưởng. Chui. Son trưởng. Son trưởng. Son trưởng. Son trưởng. Son trưởng. Son trưởng 3 dấu. Sai. Son trưởng là cái số của mình. Bây giờ Mon muốn trả lời không? Đúng. Mon trả lời được không? Được, nhưng mà tại tí cho suy nghĩ. Rồi, con suy nghĩ đi. Lát nữa quay lại con đó. Con cấm con nhìn đáp án nha. Đáp án đằng sau lưng nè. Rồi. Im lặng Mon, để cô hỏi An nè. La trưởng. La trưởng 3 dấu. Rê trưởng.